Theo thông tin phản ánh ban đầu từ người dân, trưa ngày 23 tháng 3 tại khu vực cánh đồng gần trạm y tế xã An Thượng, thành phố Hải Dương, một nữ sinh lớp 7 trường trung cơ sở trên địa bàn bị một nam thanh niên hành hung. Cũng theo phản ánh và hình ảnh trên mạng xã hội, thời điểm đó có rất nhiều học sinh và một số người lớn chứng kiến vụ việc, nhưng không ai trong số những người lớn can ngăn. Thông tin ban đầu, hung thủ hành hung nữ sinh lớp 7 là chú của học sinh lớp 9 cùng trường, trước đó có xích mích với nữ sinh bị hành hung. Dư luận xã hội đang rất bức xúc trước hành vi của nam thanh niên này và những người lớn chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.